Xin chào các bạn. Hôm nay mùng 5 Tết mình tới nhà ông anh chúc Tết á. Thì ông anh có hai cái bể cá thủy sinh nho nhỏ ở bàn này. Thấy cái dễ thương quá nên là quay chia sẻ cho các bạn coi luôn nhá. Hiện tại thì ông anh mình đang gọi là dọn rêu á, dọn rêu cho bể cá. Thì bây giờ mình quay cho các bạn coi luôn nhá. Này là đang dọn bể. Đó là mình gắp đi mấy cái cái đó là cái gì, cái rêu ấy hả, rêu hại hả, bị rêu tóc này, rêu tóc hả? Do anh bật đèn nhiều quá, mấy hôm nay bật đèn nhiều quá để tết thành ra là nó bị lên rêu tóc. Rêu tóc thả, anh có thả bốn con bút chì, cá bút chì để nó ăn rêu tóc nhưng mà nó lười quá nên nó nấp không à. Đây này, nó này, cá bút chì này, cá bút chì cá này là chuyên ăn rêu tóc này, nó chuyên ăn rêu tóc nhưng mà nó lười lắm. Nó có một cái đường dọc đúng giống cây bút chì thiệt nhỉ. Dọc từ miệng xuống. Cây bút chì nó cũng có sẽ nhiều loại. Đặc biệt là có cả những con cá bút chì giả nữa. Giả nữa hả? Giả. Để là nó hợp bị phai màu. Cái này thì thiệt nhưng mà cá bút chì thì mua những con mà nó bé bé đó, nhỏ thì nó mới chịu khó ăn. Chứ còn gặp mấy con to chán ăn. Mấy con này nó lời như quỷ. Hồi bị toàn lêu thôi mà chắc không chịu ăn. Cái phải cắm xuống này, cắm xuống là nó bị trôi lên. Còn đây là con tôm ong. Tép ong. À tép ong. Tép hết rồi. Tép ong. Nhìn hay nhỉ, khúc trắng khúc đen ha. Cái đuôi của nó vàng vàng, trên bên trên nó vàng vàng ấy. Con này con tép tép gì ấy? Tép đỏ RC. Tép đỏ RC. Đây có con tô tép nữa kìa. Con tép. Nhiều loại tép ghê ấy nhỉ. Mấy loại trong này anh? Có hai loại tép thôi. Có một loại tép ong với một loại tép đỏ thôi. Ủa chứ sao con kia em thấy hay là do nó nhỏ nó vậy? Không, nó sẽ bị lai tạo. Có những con nó bị mất màu đi. Đây, như mấy con nhỏ là mấy con mới đẻ được chắc được 2 tháng á. Con càng đỏ nó càng già phải không anh? Không phải, nó tùy thôi con. Có những con nó có già nó cũng vẫn màu nó vẫn không đỏ. Nó bị nai nhiều quá. Nó bị lai. Cái lúc nó sinh ra đó. Chẳng hạn như người ta có thể là người ta cho tép đỏ với tép vàng nó sống chung với nhau trong thời gian nó lai ra cũng màu lạ. Cái này cây gì mà nên hoa đẹp nhỉ? Cây này cây anh nhớ là cây tai mèo. Tai mèo. Lưỡi mèo hay gì đó, lưỡi mèo. Lưỡi mèo. Đây, nó nở hoa rồi đây. Bữa trước nó nở cành, nó tàn rồi, giờ cành mới nở đi. Nên cao đẹp đấy. Còn cái này cái rêu gì anh? Cái rêu này là cái rêu mini Taiwan này. Mini Taiwan hả? Cái mini Taiwan hay dùng để cột lũa. Cột lũa, cột đá. Lũa là cái cây khúc gỗ đó, người ta cột lên khúc gỗ. Còn cây này cây gì? Cây này, đây này. Cây liễu răng. Răng cưa. Nếu răng liễu, cưa. Liễu răng cưa. Còn đây là rêu gì anh? Rêu nó mini fit mà nó bị rêu hết rồi. Rêu tóc. Tóc bám đầy. Cái này đúng ra là anh phải ngâm thuốc mà anh lười anh chưa có ngâm thuốc. Sẽ phải lấy. Làm này cẩn thận lắm chứ không là nó bung cả gốc này nhỉ. Thì sao nữa? Để bung này. Nó chưa có bám chắc. Đặt xuống này. Mà cái rêu nó ăn cũng chắc nữa. Thích nhất cái bầy cá nhìn thích nhỉ. Nó đi theo bầy đúng không anh? Cá nó sống theo bầy đàn. Đi sau đi theo bầy. Nuôi một thời gian đó thì đến khi một cái thời kỳ mà nó sinh sản á thì những con cá đỏ nó sẽ nổi màu. Đổi màu thì nó rực cái màu đỏ lên. Con cái hay con đỏ á? À con đực á. Con đực nó đỏ lên. Nó đỏ lên thì nó thu hút con cái. Đó, sau một thời gian nó sẽ là như vậy. Đẹp lắm, nó lên màu đẹp. Nhưng mà cái này mới thả cho nên là chưa. Con tôm này đẹp, con tép này đẹp ghê á. Trắng trắng đen đen.
thương ông. Bên này còn một cái bể nữa. Bên bể này nuôi được mấy con cá thì đây? Anh có nuôi 3 con cá lana đó. Cộng thêm mấy con cá chân nhỏ. Ủa cái cây này là cây gì anh? Cây má tròn tròn đó. Cây đó là cây rau má hương. Rau má hương hả? Ừ. Rau má hương cái cây này thì nó tốc độ nó sinh sôi nảy nở rất là nhanh. Nhiều ghê chứ nhỉ. Kín bể luôn này. Thì từ cái trên. Nền nhỏ này là cây chân châu ngọc trai này, chân châu ngọc trai này. Và cái này cây rau má hương, chân châu ngọc trai. Chân châu ngọc trai nhỏ nhỏ đây. Chân châu ngọc trai, rau má hương. Đá đẹp quá. Mấy hòn đá nhỏ nhỏ mà nhìn dễ thương. Đây là cái lọc nước cho nó sạch này. Đấy. Đây lọc nó thì lọc lọc máng thôi, lọc treo. Trung bình ngày thắp đèn mấy tiếng anh? Ngày bật đèn tầm 6 đến 8 tiếng thôi. Nếu mà bật nhiều hơn thì nó phát sinh rêu hại. Hình như cái này là cái lò này lọc thùng. Thử thấy tắt điện. Nó có 3 phần công tắc. Đổi màu. Đấy. Bể thủy sinh. Bài này chắc phải 50 con anh nhỏ, bể cá nhỏ hơn không? Hơn. Dạ. Chứ anh mua nhiều chứ anh mua nhiều con á? Bao nhiêu con á? Tôi bán theo nghìn đấy mà. Vậy hả? Bán theo chục nghìn là em có cả đống rồi. Ồ vậy hả? Này khoảng tầm chục nghìn nè. Dạ. Mua 10.000 là cả mấy trăm con. Về thời gian đầu nó gửi từ Đồng Nai về, bạn anh gửi về. Mua từ Đồng Nai gửi về đây. Đồng Nai. Rồi nó không chết ta? Sao vậy không chết trời? Bịt kín trong một cái bao ni lông á, bịt kín bơm đầy oxy vô. Thì tiền mua cá rẻ mà tiền cước mới nhiều đó. Chuyện về, bạn chạy về. Cầm về luôn. Cầm về thì thời gian đầu nó lạ cái không khí từ Đồng Nai nó nóng. Về đây thì nó chết mất thời gian. Chết hết đống. Ủa sao rêu trong kia nhìn nó trắng mà ra đây nó nhìn nó xanh người ta. Đây, sẽ bị cái rêu này này. Rêu bên trong này nhìn trắng mà đưa ra ngoài này cái nhìn nó màu khác hẳn nhỉ? Hay là do cái đèn ta? Do trong nước. Trong nước trắng cái bỏ ra ngoài cái xanh két à? Phải lấy cái rêu nó đi. Sau nó đúng ra thì có thể ngâm cái thuốc diệt rêu. Ngâm thuốc là hết hả? Nhưng mà bây giờ cái hồ mình tép nhỏ nhiều quá. Giờ mình ngâm thuốc tép với cá con nó chắc nó ra đi luôn á. Bỏ ít thì nó lại tác dụng nó lâu. Ồ cái đá này là đá gì anh? Đá này là cái đá nền nó xay ra. Đá nền xay hả? Vậy mà giờ nếu mà muốn làm một cái bể như anh là cũng ấy đấy nhỉ? Cũng nhiều thứ ấy nhỉ? Bể này thì khoảng tầm tổng chi phí thì nó khoảng tầm rơi khoảng tầm 2 triệu, hơn 2 triệu chút. Hơn 2 triệu cho một cái bể nhỏ nhỏ như thế này. Nhưng mà em thích mấy cá nhỏ, em không thích đồ mấy con bự đâu nhỉ. Thích nhỏ nhỏ đi theo bầy này, nhìn thích. Cái nhỏ thì nó ít giờ bể mà nhìn nó đẹp. Đúng rồi, nhìn nó thích hơn cá to. Nó ít giờ. Mà to là phải chơi to hẳn cơ nhỉ. Nhìn nó thích. Bể nhỏ thì mình chơi cá nhỏ. Bể bên này thì ít quá. Còn mấy cái lá bàng khô nữa hả? Lá bàng phải không anh? Hay lá gì á? Lá bàng. Lá bàng này thì có tác dụng là trị bệnh cho cá. À vậy hả? Nó tạo ra một cái môi trường nước á. Nó ngả sạch. Màu. Ngả vào. Thì cái màu nước đó nó sẽ cá nó bơi trong đó thì nó sẽ ngấm vào cái con cá mình ra ngoài đó, nó hạn chế đi bệnh tật đấy, giống như kiểu mình tắm thuốc kia. Ồ ba con tôm gì đấy, tép chứ quên, tép cứ gọi tôm hoài. Mấy cây kia nó bám vào tảng đá luôn đấy anh nhỉ, bám vào đấy chứ đúng không? Mấy cây đó đầu tiên thì anh cột bằng chỉ đấy. Đây, còn mấy cọng chỉ. Cột bằng chỉ. Nhưng mà chắc giờ nó ăn được rồi nhỉ?
nó có bám nhưng cái rễ nó ít lắm, cái rễ nó ít phát triển lắm, hầu như là nó sẽ hút bằng lá và hút bằng bằng thân để nó đưa chất dinh dưỡng vào cây để sinh sôi nảy nở thôi. Vậy là để mà làm một cái bể như giống như anh nhỏ như này nè, cái này kích thước tầm nhiêu anh Việt? Này 50 30 à? 35 50 hả? Ừ, 50 này. À. Chiều ngang 50 này. Cao 35. À. Này là tổng chi phí rộng 35. À. 35 50 35. 50 35 35. Này tổng chi phí khoảng 2 triệu mới cả. Hơn 2 triệu. À. Tùy theo cái mức mà cái cây em đầu tư, cây thủy sinh hoặc là những dòng cá của em. Thì nói chung là chúng nằm khoảng 2 đến 3 triệu nhỉ. Ừ, tầm đó. 2 đến 3 triệu mà chưa tính cái công mà em chăm sóc hay là em làm, không tính công. Cái này thì em tự làm. À, còn thuê giá thì phải khác đúng không? Thuê thì tất nhiên là sẽ có cái tiền khác rồi. Tiền dịch vụ đấy. Vậy là cần phải chắc phải như bể của anh này phải 5-7 loại cây ấy nhỉ? Ừ, khoảng tầm đó. À. Vì tùy anh thích chơi rêu. À. Thích chơi rêu, cái cây rêu nhỏ nhỏ dễ thương. À. Đúng rồi. Rồi ok, hôm nay đến chúc Tết ông anh có cái bể cá đẹp quá, quay chia sẻ cho mọi người. Nếu mọi người thấy cái bể cá thú vị thì đừng quên like và đăng ký kênh để nhận những video mới của mình nhá. Bây giờ thì bye bye, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ.